Cảm ơn quý vị vẫn không rời màn hình và sau đây là phần tin tức Hoa Kỳ. EU muốn cùng Hoa Kỳ xem xét quy định về thiết bị điện tử trên máy bay. Liên minh châu Âu EU đang tìm kiếm các cuộc đối thoại khẩn cấp với Hoa Kỳ về lệnh cấm mang thiết bị điện tử cầm tay lên các chuyến bay từ châu Âu đến Hoa Kỳ. Hiện Brussels vẫn chưa nhận được phản hồi của Washington về yêu cầu này. Vào ngày 12 tháng 5, nguồn tin từ Brussels cho biết chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc ban hành lệnh cấm hành khách trên các chuyến bay khởi hành từ một số nước châu Âu mang các thiết bị điện tử lớn hơn điện thoại cầm tay lên khoang hành khách và sẽ cân nhắc làm thế nào để đảm bảo pin dự phòng cất trong hành lý không gây cháy nổ. Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ vào ngày 11 tháng 5 tuyên bố đã tiến gần đến quyết định mở rộng lệnh cấm các thiết bị điện tử có kích cỡ lớn trên khoang hành khách các chuyến bay xuất phát từ một số sân bay ở châu Âu do mùa du lịch đang tới gần. Người phát ngôn Ủy ban châu Âu EC nêu rõ Hoa Kỳ và EU đã từ lâu có chung quan điểm và hợp tác tích cực về vấn đề an ninh, và EC đang nỗ lực tiếp cận Hoa Kỳ để tiếp tục theo đuổi sự hợp tác này. Giới chức hai nước cho biết quyết định trên dựa vào một số nguồn tin tình báo cho rằng các phần tử khủng bố đang âm mưu phát triển một loại bom nhỏ gọn có thể giấu trong pin của máy tính xách tay để tấn công các chuyến bay dân sự, thưa quý vị. Tổng thống Hoa Kỳ cảnh báo cựu giám đốc FBI về cuộc trò chuyện cá nhân. Theo AP, Tổng thống Donald Trump cảnh báo cựu giám đốc Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI James Comey tốt nhất là hãy hy vọng rằng không có cuốn băng nào về cuộc trò chuyện giữa họ trước khi ông Comey bắt đầu tiết lộ với báo giới. Tổng thống Trump hôm 9 tháng 5 đã sa thải ông Comey, sau đó cho rằng ông ấy không làm việc tốt. Trong thư gửi ông Comey, ông Trump cảm ơn ông đã nói với Tổng thống 3 lần rằng cá nhân ông không bị điều tra về cáo buộc thông đồng với Nga trong chiến dịch tranh cử vào năm 2016. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin NBC News, ông Trump nhấn mạnh rằng ông Comey đã nói với ông một lần nữa trong buổi tối và hai lần qua điện thoại rằng vị Tổng thống không bị điều tra. Ông Comey vẫn chưa đưa ra bình luận nào kể từ khi ông bị sa thải. Theo nhận định của Tổng thống Trump thì Nga đang cười nhạo Hoa Kỳ, tự sâu xé nhau. Hoa Kỳ đang tự sâu xé nhau vì vụ Nga can thiệp bầu cử, trong khi Điện Kremlin tha hồ cười, Tổng thống Donald Trump nói hôm 11 tháng 5. Nga chắc hẳn đang âm thầm cười nhạo trong khi đứng nhìn Hoa Kỳ tự sâu xé nhau vì cái cớ để đảng Dân Chủ biện hộ cho thất bại trong cuộc bầu cử. Ông Trump đã viết trên Twitter như vậy. Hôm 9 tháng 5, ông Trump đã bất ngờ sa thải giám đốc FBI James Comey giữa lúc FBI đang điều tra quan hệ giữa chiến dịch tranh cử của ông trong năm 2016 và các quan chức Nga. Quyết định của ông Trump đã làm dậy sóng nhiều phản ứng trái chiều. Phía các chính trị gia đảng Dân Chủ cáo buộc việc sa thải ông James Comey là gây khó khăn cho quá trình điều tra sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử năm 2016. Kính thưa quý vị. Sếp FBI bị bãi chức vì không chịu thề trung thành với Trump. Tổng thống Donald Trump bắt tay giám đốc FBI James Comey trong buổi tiếp tân dành cho các giới chức thực thi pháp luật nhân dịp nhậm chức tổng thống tại Tòa Bạch Ốc vào ngày 22 tháng 1 năm 2017. Một nhật báo hàng đầu của Hoa Kỳ chiều tối thứ Năm tường thuật rằng Tổng thống Donald Trump hồi tháng 1 đã triệu ông James Comey đến Tòa Bạch Ốc và yêu cầu ông cam kết trung thành. Ông Comey bị Tổng thống Trump cách chức giám đốc Cục Điều tra Liên bang FBI vào hôm thứ Ba, gây ra một cuồng phong chính trị và thậm chí một số chính trị gia còn lo ngại sẽ xảy ra khủng hoảng về hiến pháp. Tờ New York Times nói rằng ông Comey không chịu cam kết, nhưng thay vào đó, ông đã nói với ông Trump rằng ông sẽ luôn trung trực với ông. Bài báo nói tiếp rằng Tổng thống Trump mấy lần gạn ép ông Comey cam kết trung thành. Và cuối cùng, ông Comey nói với Tổng thống rằng ông sẽ có sự trung thành chân thực của một giám đốc FBI. Vẫn theo New York Times, ông Comey đã kể lại cho các thuộc cấp về bữa ăn tối đó vì yêu cầu họ giữ bí mật khi ông còn làm giám đốc FBI. Nhưng các đồng sự của ông Comey nay cảm thấy có thể nói ra những thông tin đó khi ông Comey không còn ở FBI nữa. Các đối tác của Hoa Kỳ trong G7 tìm kiếm quan điểm thương mại chung. Ngày 12 tháng 5, các bộ trưởng tài chính nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 đã nhóm họp tại thành phố cảng Paris ở miền nam Italy nhằm tìm kiếm quan điểm chung trong vấn đề thương mại. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh gia tăng quan ngại về chiến lược kinh tế Hoa Kỳ trên hết mà chính phủ của Tổng thống Donald Trump chủ trương theo đuổi. Các đối tác của Hoa Kỳ trong G7 lo ngại việc Tổng thống Trump nắm quyền điều hành Hoa Kỳ có thể báo hiệu kỷ nguyên mới của chủ nghĩa bảo hộ thương mại. Ủy viên phụ trách kinh tế của Liên minh châu Âu EU là Pierre Moscovici bày tỏ hy vọng chính sách bảo hộ thương mại của Hoa Kỳ nằm trong khung quy tắc quốc tế, trong đó chủ yếu là các quy định thương mại toàn cầu tự do. Ông nhấn mạnh Hoa Kỳ và các quốc gia châu Âu
cần phối hợp để giải quyết bất đồng trong từng vấn đề cụ thể và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau. Những khác biệt giữa Hoa Kỳ và các đối tác G7 trong vấn đề thương mại được dự báo sẽ bao trùm không gian thảo luận tại hội nghị diễn ra tại Paris, Italy vào cuối tháng này. Tại các cuộc họp bên lề hội nghị G7, nước chủ nhà Italy đã nỗ lực tìm kiếm những nét chung giữa chính sách thương mại chưa rõ ràng của Tổng thống Hoa Kỳ và các ưu tiên của các đối tác châu Âu của Washington bao gồm Anh, Pháp, Đức, Ý cùng với Canada và Nhật Bản, thưa quý vị. Triều Tiên phản đối Hoa Kỳ tăng trừng phạt. Theo Thông tấn xã Việt Nam, Tân Hoa xã và hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, Ủy ban đối ngoại của Hội đồng Nhân dân tối cao Triều Tiên gửi thư tới Hạ viện Hoa Kỳ để phản đối việc cơ quan lập pháp Hoa Kỳ thông qua dự luật về các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn chống Triều Tiên. Bình Nhưỡng nhấn mạnh, việc thông qua dự luật là vi phạm chủ quyền của Triều Tiên, cũng như các nguyên tắc về không can thiệp việc nội bộ của các nước. Vào ngày 12 tháng 5, các công tố viên Triều Tiên công bố danh sách những người mà Bình Nhưỡng cho là tham gia âm mưu tiến công nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đồng thời yêu cầu chính phủ của các nước Hoa Kỳ và Hàn Quốc bắt giữ, dẫn độ các nghi phạm. Trong danh sách này có ông Lee Byung-ho, giám đốc sắp mãn nhiệm của cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc. Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã chỉ định một nghị sĩ thuộc đảng Dân Chủ cầm quyền đảm nhận vai trò đặc phái viên tới Trung Quốc để thảo luận các vấn đề liên quan đến Triều Tiên và hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối. Tổng thống Hàn Quốc cũng cử đặc phái viên tới Hoa Kỳ, Nga và Nhật Bản để bàn các vấn đề này. Liên quan tới Tà Ách, vào ngày 12 tháng 5, đảng Dân Chủ cầm quyền tại Hàn Quốc tuyên bố sẽ thúc đẩy một cuộc điều trần tại Quốc hội nhằm giải đáp các nghi ngại của người dân chung quanh kế hoạch này. Một ủy ban đặc biệt của đảng này kêu gọi chính phủ mới dừng triển khai Tà Ách và xúc tiến các thủ tục và để phê chuẩn tại Quốc hội. Tổng thống Moon Jae-in từng kêu gọi hoãn bố trí Tà Ách vì người dân chưa được tham vấn về kế hoạch gây tranh cãi này. Hoa Kỳ và Trung Quốc nhất trí mở cửa thị trường thịt bò tài chính cho nhau. Đây là kết quả hữu hình đầu tiên của cuộc đàm phán thương mại sau khi ông Trump và ông Tập gặp nhau. Hoa Kỳ và Trung Quốc đã nhất trí mở rộng thương mại về thịt bò và thịt gà, song song với gia tăng khả năng tiếp cận thị trường cho các công ty tài chính như một phần của kế hoạch nhằm giảm thâm hụt thương mại khổng lồ của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc. Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ là Wilbur Ross cho biết vào ngày 11 tháng 5. Theo tin từ Reuters, thì các thỏa thuận trên là kết quả hữu hình đầu tiên của cuộc đàm phán thương mại bắt đầu vào tháng trước, sau khi Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc gặp tại Florida để bàn về hợp tác giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Hoa Kỳ và Trung Quốc đã nhất trí rằng Trung Quốc sẽ cho phép nhập khẩu thịt bò từ Hoa Kỳ muộn nhất là từ ngày 16 tháng 7. Tới thời điểm đó, thì Hoa Kỳ sẽ ban bố quyết định cho phép nhập khẩu thịt gà đã được chế biến vào Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, thì Bắc Kinh sẽ cho phép các dịch vụ thanh toán thẻ của Hoa Kỳ bắt đầu quy trình cấp phép ở Trung Quốc. Đây là lĩnh vực mà hệ thống UnionPay hiện đang nắm độc quyền tại thị trường này. Ngoài ra, các công ty nước ngoài ở Trung Quốc cũng được phép cung cấp dịch vụ đánh giá tín nhiệm, kính thưa quý vị. Vừa rồi là các phần tin tức Hoa Kỳ. Xin quý vị đừng rời màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại sau vài thông tin thương mại.